Hello, xin chào cả nhà của mình. Hôm nay là đi gọi đầu đó là ông bà cô chú ơi. Đây, ông bà cô chú mà có muốn gọi đầu dưỡng sinh nè, nám mụn tàn nhang, hồng vũ hoa, tất cả mọi thứ ra đây nè. Tới đây ủng hộ ông bà cô chú ơi. Đây, Victoria Spa, 1390 Lý Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp. Hôm nay là nghe nói là mình cho miễn phí là được 20 cái đầu gọi dầu, cái đầu gọi miễn phí luôn phải không ta? Cả nhà mình mà ai mà muốn đi gọi đầu thử trải nghiệm gọi đầu dưỡng sinh nè. Hiện tại là chỗ này mới vừa khai trương xong. Cho mình được 20 cái đầu gọi miễn phí đúng không? Quá trời quá đất. Tới đây mình trải nghiệm thử coi như thế nào rồi sau này được rồi mình tới luôn. Gọi đầu dưỡng sinh, mạch xa body rồi tất cả mọi thứ đều có hết. Đây. Mình đang có khuyến mãi là 20 cái đầu gọi miễn phí phải không chị? Đúng rồi. Rồi nha. Hứa đó. Dạ. Là cứ coi kênh YouTube của Ngọc hoặc là Bảo là được không? Dạ đúng rồi. Rồi ok. Khách có lại nói là khách của chị bên kênh YouTube có xem YouTube. Rồi ok chị. Con dục thùng rác ở đâu hả? Ở trên kia có thùng rác. Chờ kẹt bang. Hôm nay là Ngọc với chồng Ngọc đang đi công việc thì gần cái chỗ này nên là mình ghé cái chỗ này để mình ăn. Thì đây là quán, nghe nói cái quán bún bò này á, bán ngon mà có rất là nhiều nghệ sĩ tới ghé. Chút nữa Ngọc vô Ngọc ăn Ngọc review cho cả nhà mình xem. Cũng Ngọc cũng có nghe cái quán này lâu lắm rồi. Có cái em kia giới thiệu cho Ngọc mà cũng không có dịp qua ăn. Nên là hôm nay sẵn đi vòng vòng gần đây cái Ngọc sệt chồng Ngọc nói muốn ăn bún bò Huế nên Ngọc sệt cái quán. Ngọc nói ủa để coi cái quán đó có mở cửa ấy không, mà tại sao không mà có một cái xe hơi đậu được cả nhà ơi. Không, cái đường nó nhỏ chứ không. À đậu thì được. Đậu được hả? Đậu được nè, nhỏ thôi. À vậy em xuống hả? Ok đây bún bò Nga Bùi. À ok, let's go across. Có vô quá anh chỉ giùm em. Dạ. All right. So what's famous about this place? Là bún bò Huế. And then a lot of famous actors and actresses on the wall. Đó. Oh, that came. Nghệ sĩ đồ này kia mình có chụp hình trên quán quá trời. Thấy cái này ngon nè, nước mắm ngon nè. Let's see what we got here. Đồ này kia. Oh. Sa tế. Ngon. Ooh. Con này là gì? What is this? I don't know. It looks like. Bổ dưỡng gia đình tàu hũ tươi hả? À để đây mình muốn ăn thêm thì mình ăn. À. Cái này thoáng mát sạch sẽ, có máy lạnh đồ này kia. It's very nice. Like yeah, air conditioning and cool, stuff like that. Yeah, it's cool. It's not like the normal place where it's. Đây là Ngọc đang order cái tô bún bò Huế là Ngọc thấy là mắc nhất ở trong đây, để Ngọc quay cho cả nhà xem để cho anh coi nó trong đây có tô bún bò Huế mắc nhất là 110.000 một tô. Đây nó có cái gì? Đây là có một nguyên một cái giò heo ha, rồi một cái cục xương nè, thịt nè, rất là nhiều thịt, rồi với bún đổ bên dưới. Còn cái tô của chồng Ngọc á là 55.000 tô đó, có thịt có đồ. Ngọc kêu hotel thêm thịt cho chồng Ngọc, cái này hình như là chả dừa chả hay gì. Rồi rau thì mình kêu rau luộc. Anh Nhật thì đang đậu xe, chút nữa anh vô. Giờ Ngọc sẽ bỏ rau vô. Ngọc thì ăn rau trụng, thích ăn rau trụng cho nó chín. Wow. Rau muống đã không? Muống như bắp chuối. Bỏ một miếng sa tế vô. Này của tôi của Đường Huynh nè. Mấy nước mắm bỏ vô. Đường Huynh bữa nay đòi đi ăn bún bò Huế mới ghê chứ. Chanh vô. What is your favorite? Dạ? What's your favorite with the crispy thing? What's your favorite? Nem nướng. Nem nướng, no. Is that your... How is it? Is it good? Yes, yeah, real good. There's more meat on the side. What's this?
không? Sausage, Vietnamese sausage. Yeah, soup is real tasty. Mình cái nước súp ngon. Hôm sáng giờ chưa ăn gì luôn. Nhật coi nè Nhật. Rồi kêu rồi tự rồi kêu nha. Nó còn chứ còn mà không biết anh đi đậu xe chừng nào mới vô nên anh vô anh thích cái gì anh tự kêu đó. Được á, súp ngon nè. What's that? Is that carrot? Huh? Is that carrot? No, there's no carrots in there. What's that yellow? Oh. Vegetable? Orange thing. No, that thing. Yeah. Some type of meat. Oh, okay. Fish meat or? Shrimp. No, shrimp. Okay. Được, ngon. Này là ở đâu đây? Lên Google á. Dây bún bò Nga Bùi là ra liền, có địa chỉ liền. Đây đang đói bụng ăn tô bún bò Huế ngon. Ngốc dẫn anh Bảo qua đây ăn thử. I'm just thirsty. Súp ngọt. Kêu cho Nhật. Được lắm á, bún bò Huế đang được lắm á. To lớn nhất. Quay video mà. Lúc nào cũng phải chọn cái gì đặc biệt quay cho mọi người coi chứ. Chứ còn không ăn, không quay video cũng ăn tô bún bò Huế thường thôi. The soup is really good. Soup now, broth now. Yeah. Bún khen cấp ngon. Bún nhỏ. Thì được. Anh thích là bún nhỏ hả? Bún nhỏ mới đúng gọi là bún. Tại vì ra Huế em ăn bún bò, không ai làm bún Sài Gòn. Không, sinh ra lớn lên ở miền Nam ăn quen rồi. Nhật kêu tao gì ạ? Đồ tái. Bỏ rau vô đi. Cấp binh rồi này kia bỏ vô. Đẩy qua lùa qua. Ớt nè, ớt miền Trung nè. Để đi con mình anh ăn rồi chứ ai đâu. I enjoy the broth. Yeah. Đừng quên nói, đừng quên thích cái nước súp quá. Đây cảm ơn mày không? Mày chấm. Không, bún bò Huế thì thường thường thì quên không phải cái gì cũng chấm bánh mì. No, chỉ có phở mới chấm bánh mì. Not too much bánh mì. Too much bánh mì make me fat. And I love bánh mì. Oh, this is like bone meat, right? Huh? No. It's the meat with the all the tendons and stuff. Yeah. Được không? Để quay hình rồi những nghệ sĩ tới đây ăn nè cả nhà. Đó, quá trời luôn. All the famous people, huh? Yeah. Thấy ngon nên Ngọc mua về hai bịch cho mẹ với lại anh. Hai bịch rồi cả nhà. Chị chủ quán chị tặng cho ba ly trà tắc. Chị nói là cả gia đình rất là thích xem cái video clip của Ngọc. Cảm ơn chị chủ quán. Chị của chị nói chị cũng có mẹ chị ở Colorado. Dễ thương, ngon, bún bò Huế rất là ngon. Cả nhà mình chồng Ngọc nói cái nước súp này là cái nước súp mà nó ngon nhất từ trước tới giờ nó ăn luôn. Ngon, rất là ngon.
mà có cái số hotline thì ông nói mong mốt em rảnh em book, có thèm em book thì đem chạy qua được không, chứ còn qua đây xa quá, từ Gò Vấp bây giờ chạy qua tới hôm này ăn là quá xa. Chỉ là được, cứ gọi số hotline là bắt đầu là book là người ta thẳng tới nhà được á. Để về cho anh Bảo thì anh Bảo là cũng là một cái dân mà tăng thưởng thức mà khó chịu lắm. Để cho anh Bảo ăn thử coi sao. Tục Ngọc về tới nhà đây, như mẹ nấu nuôi nè, cũng có thêm rau lang, có thêm tôm kho nè, có thêm cá nè, canh nè, à quá trời luôn cả nhà. Bé em nó gửi qua tặng nè mẹ nè, rau câu, rau câu với bánh lăng. Mẹ nói cái này với cái bữa nọ chủ rồi. Không, biết người khác. Bữa là chị kia với cô kia. Cái gì đây? Ồ, cái này cơm rũ hả mẹ? Ồ, wow, cái này mẹ thích nè. Này cơm rũ mẹ thích nè. Con ăn bún bò ngon quá, con mua về 2 bịch. Dạ. Con này gì đây? Ồ, oh, wow, bánh mà hình con này con kia hả? Ồ, dễ thương, chen rồi hả? Trời ơi, coi nè. Này là của anh Bắp Bì nè mẹ hả? Rồi đó hả, để cái cơm rượu đó mẹ mua gà ác thì nấu cho chị nhanh ăn. Cơm rượu nấu gà ác hả? Cơm đi ba. Cơm. Dạ đó, con bới cho cơm cho ba kìa. Rồi, con ăn không? Không. Không à, mẹ tính không ăn mà sao thấy cái này ngon quá thì muốn ăn này chứ. Miếng không đi coi. Bảo lại đây ăn bún bò Huế nè Bảo. Cho anh Bảo ăn thử bún bò Huế này ngon mẹ. Bún Huế rất là ngon. Thôi ăn miếng bún bò Huế đi. Ủa, ăn rồi ăn cho nó ngon, chứ còn ăn này nó no quá rồi, ăn nó không ngon. Ủa, lát đi. Hâm nước rồi kìa. Trời đất ơi, ép luôn hả? Ép luôn. Chi đâu mà có chút xí đâu, mẹ với anh Bảo người ăn chung đi. Cơm con. Đâu, ông bỏ đâu à? Không, cũng bỏ này ở bên Bắc Hải quận 10 lần. À, quận Nga hả? À, đúng rồi, có nghe hả? Hồng Hà Nhi ơi, xuống đây Hồng Hà Nhi. Xuống đây mẹ ôm hôn bánh ai? À, rồi bắt đầu mới đổ này vô, đổ này vô cái tô này đi, nhựa vô tô đá. Đúng rồi à, đổ cái này qua đây. Trời ơi, chưa gì quán gà luôn hả? Gà rung luôn. Lâu lâu em múc mua được cái tô bún rồi rung luôn như vậy đâu. Bún rung ai rung chân không vậy? Không thì Quỳnh khen hả? Quỳnh á thì Quỳnh khen ngon mà. Nước này chấm cái gì vậy? Lâu lâu thì chấm cái gì? Trời ơi, gia đình chị con mình quá trời. Phải không chị Nga hả? Chị Nga nè. Nghe bán cái số bít không hả? À, bơi tặng ly nước. 3 ly. Rồi, cảm ơn. Rồi, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Phải bỏ vô cái sa tế đó, ăn cay. Đúng rồi. Ăn đi Nhật ơi, tiếp tục đi Nhật ơi. Ừ, sao mà bỏ sa tế của mình? Mẹ của chú luôn, sa tế của mẹ. Nè, bà cô chú hỏi ai sao nhà bán gì qua ngày Tây mà không thấy uống gì qua ngày Tây nè, đây. Ngày nào cũng hỏi hoài vậy đó, nhưng mà cũng kệ, mình có cơ hội để mình giới thiệu luôn. Đó, cái ca này là lúc... Nước là nước hai rồi đó. Lúc nào cũng uống nhị hoa ngày Tây đi ông bà cô chú ơi. Cái nhị hoa ngày Tây này là gia đình mình uống là để cho hỗ trợ sức khỏe của mình nè. Ngủ ngon, ngủ sâu nè, ai bị mất ngủ khó ngủ trằn trọc nhiều. Cho em nói thêm cái này. Khoan, bảo lấy giùm cho Ngọc cái hũ nhị hoa ngày Tây bên dưới luôn. Đó. Thật sự cái này mình không phải mình quảng cáo thành thánh, có nhiều mình cũng đọc nhiều comment ở trong những cái bài đăng của mình á. Nó là thành thánh hóa câu chuyện, nhưng mà thật sự đây không phải là thành thánh. Cái sản phẩm này nó chỉ là một cái dạng như là cái thuốc nam, thuốc bắc vậy thôi. Nó cũng chỉ là một cái thảo mẫn tự nhiên. Thì nó giúp cho chúng ta, mình uống nước vào thì nó giúp cho mình có một cái giấc ngủ sâu. Giấc ngủ sâu thì được uống lâu ngày, nó giúp mình, cái huyết áp mình nó bình ổn. Đơn giản như vậy thôi. Những ai mà không ngủ được, mất ngủ, ngủ không có sâu, không có sâu vô giấc, thì dùng cái nhị hoa này thì nó giúp mình vào giấc ngủ ngon. Mà người ta nói là ăn được ngủ được là tiên mà. Đó là cái này nó quan trọng cho cái giấc ngủ thôi, chứ nó không phải là thần dược để chữa bệnh chưa gì hết nha mọi người. Đây là cái sản phẩm giúp ăn ngon ngủ ngon. Đó, tốt cho huyết áp, tim mạch vậy thôi, nó đơn giản. Không phải Bảo, nhưng mà rất là nhiều cô chú anh chị á là uống sản phẩm của mình. Đúng rồi. Và phản hồi cho mình. Đúng. Thì là bị hết là đau mỏi cái gì, hết bị nhức rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình. Rồi nhiều người thì mỗi người nó có một cái công dụng khác nhau cho cái cơ địa của người đó. Nên là hả, đó là lý do tại sao mà dị hoa ngày Tây nó có nhiều công dụng như vậy. Tại vì nó công dụng của nó phù hợp với mỗi cái cơ địa của mỗi người. Rồi bây giờ xin phép mọi người anh thử miếng bún bò nghe, em muốn mua về nè. Cả nhà mà muốn mua nhị hoa ngày Tây cứ gọi số điện thoại ở trên màn hình Ngọc để nha. Được không? Ăn không? Ok không?
được không? Bởi vì mà quên con bỏ nhiều cái sa tế quá. Lo nói chuyện. Không phải bỏ cho mẹ không, sợ mẹ. Đây đây còn tô của mẹ đây. Con không hết được chứ. Mở món cơm mà mẹ mới hả? Nè đó ba đang rót nè, đây chị Diệu qua ngày Tây đây cả nhà. Đấy. Không có ngày nào mà không có thiếu cái ca này mà có cái nha. Đầu tư cái ca cho đẹp đẹp hơn chút xíu được không? Cái này nó đi hơi lạc nè. À, cái nước này nước 2 ba. À. Mình chế uống nước 1 rồi, bắt đầu nó còn nữa mình chế nước 2 mình ngâm thì nó mới ra vậy. Ở bên bạn nhân viên ngày nào cũng uống luôn. À mấy bạn nhân viên á, mấy bạn nhân viên á. Nhân viên làm cho mình hiện tại nè là những người khách hàng mua những hoa ngày Tây. Đó, nó là những bạn mua về cho ông bà cha mẹ uống. Rồi bắt đầu mới ok, xong bắt đầu khi mấy mình tuyển nhân viên thì các bạn mới vào, xin vào. Khi vào xong rồi các bạn mới nói là ồ em muốn cái này mấy năm nay rồi, rất là ok đó. Mà vừa rồi nhớ không, nhớ cái Bảo livestream, cái livestream mà lúc đó muốn thử tháng rồi không? Ừ, quá trời comment luôn. Bảo comment luôn, Bảo feedback của cái nhị hoa ngày Tây rồi luôn. Chứ nó không phải là thần dược. Cái này thật sự mình nói là có phải thần dược gì đâu, đây là cái này. Cái sợi nhị hoa nó mọc ra từ một cái bông hoa. Rồi cái đó thì bắt đầu mình đem cho mình sấy khô rồi cái mình lâm nước mình uống thôi. Kể lại mà cô chú cơ duyên ngày xưa mà đến với nhị hoa ngày Tây này thì gia đình mình cũng là người dùng. Đó, mình là người dùng. Mình cảm nhận tốt. Cái sổ khác gì mình dùng. Hay mình có biết đến. Mình cảm nhận nó tốt. Ngủ ngon. Ai ngủ ngon. Mà vô giấc ngủ rất là nhẹ nhàng, sâu giấc, sướng. Thành ra anh em mình mới suy nghĩ đến là chia sẻ về để buôn bán. Đó là bén duyên luôn là vậy. Chứ còn mà nếu mà không dùng làm sao mình biết tới mình nên mình ăn. Đó vậy ạ. Ngày nào mưa mốt là ngày nào cũng phải quay nhiều qua ngày Tây lên. À, thứ nhất là tại vì mình uống mỗi ngày, thứ hai là mình giới thiệu cho ông bà con chú, chứ bữa giờ mình ít quay bà, ít quay lên YouTube mình. Có chị ghi chị nha, chị cho chị comment, chị nói sao Ngọc bán gì qua ngày Tây mà ít thấy Ngọc quay gì qua ngày Tây, Ngọc uống dữ vậy. Cái Ngọc nói, ồ vậy là chị cũng nhắc mình đó bà. Nhắc mình nhớ mình quay. Nó là ổng hoa hồng, cũng 1-2 ca. Bên kia 1 ca, 2 ca, bên đây 1 ca, 2 ca. Bên kia 1 ngày 4 ca. Đúng không? Con bé kia kìa, nó đem theo cái chai riêng của nó luôn. Nó bỏ vô, bỏ đi đâu đi, con bé ngồi ngày đãi á, mở cửa vô là thấy nó uống. Hà hả? Gì ta? Con bé Hà. Nói chị Ngọc, em mới vừa làm một cái đơn ship gì qua ngày Tây 1 gram cho bà chị em. Ngon á, cũng bỏ. Được không? Có lấy không? Nè, ngon. Đó, à, cái ở bên đó chị đó chị nói là em có số hotline, chị Ngọc cứ ngồi ở nhà đi em ship thẳng tới luôn. Hả? Hả? Chứ bây giờ xa quá rồi sao ăn được? Đó hèn chi sáng. Cái này là tôm canh dừa hả mẹ? Ừ con. Hèn chi hồi sáng á, cái chú mà shipper ráp cái bánh cái gì bánh của con trai á. Chú nói trời ơi có một cái bánh nào mà vừa tiền ship tiền bánh hết 150. Ờ nói chú nói tại xa quá. Tiền ship gì hơn được bánh. Tiền ship gấp 3 lần tiền bánh. Đó. Anh nói vậy giờ bên đây không có thì giờ mình phải đi mua xa chứ làm sao giờ trốn tại cháu thích ăn. À đúng con rồi, cái tiền bánh là chay ăn phải không? À, bánh tây gòn. Có thuốc tây thì mình cũng uống mà nước này cũng được bình thường. Đúng rồi. Cái này hình như là bữa cái chị Thảo kia chỉ mua cho mình ăn cái chỗ này rồi hay sao nè mẹ nè. Thấy cái hộp này giống nè, coi nè. Coi nè. Trời ơi, nó muốn bể rồi luôn á. Ủa cái lan này hình như hấp nó lẫy. Cái muỗng sắn vô coi. Ồ. Ồ, bánh lan gì lạ ta? Sao không mềm? Nó dẻo. Không, hấp chưa tới, hấp chưa chín tới. Hấp chưa chín tới hả? Ừ. Khó không mẹ? Đó, người ăn trước anh làm bánh biết mẹ. Hồi trước Nhật làm bánh hả? Ừ. Khó không mẹ, dẻo. Khó không mẹ? Vậy là chín chưa? Khó không, nước đường nước nhiều quá. Cái đó là caramel á. Ừ, nhưng mà vậy là chín chưa? Chín rồi. Ăn được mà ăn đi. À à, vậy sao nó chưa chín? Cái này có trứng với sữa không chứ đâu có gì đâu. Trứng này nó chỉ đụng đỏ không à. Nó đụng lửa là nó ấy không? Cái này. À, trời ơi, em bé đi mua đồ chơi về. Ôi ơi, bé mua đồ chơi gì bác?
tiền không có đủ tiền mẹ không có đủ tiền bà lê không không có quy định gì không có đủ tiền họ không có đủ tiền rồi sao lấy đồ chơi của người ta không phải hả nói mẹ nghe coi hả they only had 75. Not enough to buy one toy. Thôi là nhiêu tiền đây? Trời ơi không đủ tiền mà dám mua cái đồ chơi 215. I don't know how much that costs, but I know it's like 20 bucks they spent. Hả? Tại sao ý y vậy? Tại sao ý y là có quen biết vậy? Hả? Phải không? I did not. Hả? I did not hả? I tried to. Trời ơi không đủ tiền mà nó cũng đem đồ chơi về kìa ông bà cô chú. But it's so lucky. Nó nghĩ bên nó nghĩ là chủ quán đồ chơi quen ba với mẹ nó đó. Bảo đi rước Vincent đi học về nè. Tell Bảo he's got to pay 39k. Chắc cái cô bán đồ chơi nó thôi về đi con, về đi con. Thấy ba đứa đó là cô bán đồ chơi, cứ nói là về đi con, về đi con. Chay, hồi bữa mình con ăn cái kẹo mà chua á, con nói sao? Chu lét chu lè. Thì con còn biết tiếng chữ gì của Việt Nam mình nữa. Biết chữ gì nữa? Nóng quá chị nóng. Nóng quá chị không có gì nữa. Con biết. Rồi con nói rồi con nói những cái gì mà con biết bằng tiếng Việt á. Con không biết cái nào nữa. Nói phải đi, con đang nói tiếng Việt đó. Con quên hết luôn rồi. Mà hôm nay con chơi có vui không? Dạ có. Vậy. Ủa mà sao bữa nay cháu Mập nó không qua chơi ta? Con không biết. Bữa nào con muốn qua nhà cháu Mập không? Con không biết. Không, mẹ ý mẹ hỏi con bữa nào con có muốn đi qua nhà cháu Mập chơi không? Dạ. Nhà nó nhiều đồ chơi lắm á. Dạ con muốn chơi. Mẹ. Mà tiếng Việt. Mẹ đi về nhà Mỹ. Mình lấy đồ ra mình tô tượng được. Tô cái tượng màu hồng được không? Tượng nào? Ông bà, ông Walls. À, tô cái tường hả? Dạ. À, đi về nhà ở Mỹ á, về sơn cái tường của cái phòng con màu hồng. Dạ. Ok. Được không? Được. Mom, so I have to take all my posters off. Ừ, nếu mà con muốn á, thì mình phải gỡ hết mấy cái đồ trên tường ra. Rồi con muốn màu gì thì mẹ dẫn con đi làm màu đó mà sơn không? Mẹ cho con vẽ ở trên cái đó. Ôi trời ơi trời, con chưa đủ trình độ. Mẹ con vẽ bướm bướm thôi, con biết vẽ bướm bướm. Phải không? Dạ. Bướm bướm như con mèo, con vẽ con mèo đẹp. Phải không? Dạ. Ý là muốn tự design thiết kế cái phòng của mình đó phải không? Dạ. Rồi để suy nghĩ coi con sao đó. Nghĩ tới đó thôi là con cảm thấy rất là phấn khởi phải không? Người đó cơ phấn khởi, mặt phấn khởi kìa. I'm so happy if I'm going to do that. Mom, but can I put stickers? Cái đó là gì? Stickers on the wall. Biết rồi. Rồi đất ơi. Yeah, is that what they do? Con bây giờ con quay qua đây. Con kể cho ông bà cô chú ra coi từ sáng giờ ở Việt Nam con làm cái gì. Sáng con ngủ dậy con làm cái gì? Con dạy con học piano. Rồi xong rồi gì nữa? Rồi xong rồi con không có biết. Con xong rồi con ăn gì? Con ăn. Sáng nay ăn gì? Con không biết. Bagel. Rồi con chào mẹ đi công chuyện về hả? Dạ. Con có ăn bì. Mà bacon ăn bacon trước không có ngon. Tại bacon ba mua không có ngon với trứng nữa. À, không ngon hả? Dạ, coi có ăn mì thấy không có ngon. À, mì gì ta? Mì gì sống thấy ngon ta? Bữa nào chỉ mẹ mì đó nha. Ờ, không biết. Mì ra cút được hết. Mẹ, tại cái này giống như cái máy. Cái này mẹ. Mẹ cắt con không có biết nói cái gì. Cái này ăn giống như rau câu hả? Ừ.
sao? Con này muốn ăn cũng lạc lạc, nhưng mà hắn nhờ cái này nè. Nhờ cái này nhờ cái này, nhờ mắm nè. Cái con đó thì nhớ cũng lạc lạc chứ, nó đâu có thêm gì đâu nè. Ừ. Rồi dai 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 không không? Dai dai. Nhưng mà dai dai, dễ ăn. Lạc nhất rồi chứ không có cái mùi mặn mặn của biển hả ta? Thấy nó lạc đây. Để bà ăn không cái mùi này bà thử. Đúng rồi, bà ăn không, không nó đi chứ còn đừng. Không thử rồi thì như thế nào. Cả một ekip đang đứng nhìn ba ăn kìa. Ba là người dạng như là gì? À, người nếm đồ ăn hả? Ừ. Này cho thêm miếng đủ đế nè có lý. Cái này nó lạc lạc, lạc vậy đó. À. Nhưng mà có cái này thì nó mặn mà hơn. À, ngon này vị gì ba? Cái này là trái ấy nè. Trái sung à? Ừ, cái vả, trái gì? Không phải. Vả à? Ừ, có cái này nó khác thôi. Vậy đó. Hôm nay về Việt Nam á cả nhà, thấy có nghe nói cái con này là đang là trend nè, con nút, nút Huế. Mà giờ cái này là cũng dòng họ chung với lại con sứa cả nhà. Ừ. Ăn chung với lại rau rồi này kia nè. Đó, nước mau còn mắm nữa cho ba thưởng thức ăn thử. Cái này ăn ngon nè, cái này dưới quê mình nhiều lắm phải không? Dạ. Nhiều lắm luôn. Không quê. Không, quê mình là cái bành. À. Cái vả mình là nhiều người Bắc á. Bắc Trung hay gì đó, người Bắc gì đó. Ừ. Ừ, ăn chung mới giòn giòn ha. Ừ, giòn. Ừ. Cái da nước vàng đó ba. Ăn gì thêm? Chú con cho đằng nào cũng phải cho uống sữa à. Tối nào cũng à, bé mộng mơ mà cô chú ơi. Bé mộng mơ tối nay nè. À, tối đi ngủ còn mặc đồ ghét không mong bà cô chú. Kỹ che trắng cho tới kỹ. À, mặc tối mặc áo tay dài, mặc quần dài, cái con ca ngủ. Con ca ngủ cừ sáng giờ mới thấy á ông bà cô chú ơi. Cừ nhìn ngoài nhìn nè, nhìn quay qua nhìn kìa, quay nhìn. Ơ đồ ơi đồ, ráy vô bà nội. Ơ đồ ráy vô mày nè, mày nè. Ừ, nằm ngủ phải đe. Á trời quá đất. Phải đe đây, quay mặt đây đe coi. Nằm đã không? Nhầm ngủ phải đe luôn. Ôi, mũi cắn em hay gì con ơi. Thôi đừng có đụng ngứa mẹ. Cắn em giấu rồi. Em bận cái quần dài ngủ ấm chân không bà cô chú? À, em bận quần dài ngủ ấm chân quá. Ấm rồi á chứ. Trời ơi, nhìn vô camera kìa coi kìa. Bận cái coi áo. Nhìn nè. Bận cái áo màu đậm, cái bàn tay trắng tinh. Mà bốn lớn lên chân làm YouTuber quá. Còn hả, mới vừa sinh ra là hả, YouTuber quay quá trời rồi. Lớn lên chân làm YouTuber luôn á. Quá ghét luôn ông bà cô chú ơi, quá ghét. Quá ghét của bà nội con nè. Quá ghét của bà nội con á ông bà cô chú. Quay cho bà ngoại coi để bà ngoại đỡ nhớ. Chứ bà ngoại không nhớ. Trời. Chứ bà ngoại bà nhớ lắm mà. Thứ bảy. Hả? Thứ bảy ngoại lên. Có không? À, không dám nói sợ nó trong. Nói trong bà ngoại. Tính nói mốt mẹ đi về đám dỗ ông ngoại. Ừ. Mượn bà ngoại lên ở con ít lại ngày. Lên chừng nào? Lên chừng nào mẹ? 25 hả? Ừ, 24. 24 làm được mà má con lấy. Ừ, bà ngoại lên ở với... Chứ gì nhân đâu đi về đám dỗ ông ngoại được. Đúng rồi, rồi cái mẹ đây. Đi. Mẹ đi đám dỗ 2 ngày nhưng mà... Hi baby. Nhưng mà má con phải lên. Hi baby phải boo. Lên trước. Yeah. Rồi mẹ đi về. Hi boo boo. Mấy sau là phải 4 ngày. Hai bố bố. Tại bướm chúng nó là đầy tháng nữa. Để bà mại lên, bà mại lên, bà mại ở đi em bé phục đàn. Để bà nội đi về đám dỗ ông cố nha. Khỏi con qua tháng là bà nội cho con đi luôn. Đi đám dỗ ông cố luôn. Mà chưa có qua tháng sao đi. Nó giờ bắt đầu mua cái điệu cho nó. Mình điệu nó lên người vậy đó. Sợ yếu, sợ điệu nhắm mắt này. À, Ngọc mà làm vậy mắt này nó khoái lắm nha. Ừ đó, đó mắt Ngọc kiếp lại nè. Cái ly sữa cho ba ly, cho chú Năm ly. Dạ. Để đó con quấy cho hai ba đứa nhỏ. Chú Năm đang ngồi dưới kìa. Chú Năm đang ngồi dưới mà chưa có quay chú Năm á. Chú Năm đang ngồi dưới ở dưới từ chiều giờ mà chưa cầm máy quay chú Năm luôn, kết thúc video luôn. Ẩm em xuống cho ông Năm coi. Không, để ngày mai đi, để ngày mai đi ông ngoài Năm. Chưa sao rồi xuống dưới đất được. Mọi năm đang ngồi ngoài đường. Nó ngủ ngoài ẩm xuống cho ngoài Năm coi. Ôi cả ngày giờ bắt đầu khua tay múa chân nó nói chuyện. Khua tay múa chân. Mai trước khi mọi năm đi về. Dạ, đi về cái ông mọi năm đang chào tạm biệt em.
Rồi, cảm ơn ông bà cô chú rất là nhiều đã xem cái video clip ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú vào ngày mai. Bye bye. Bye bye đi con. Bye bye. Nhìn đây. Bye bye.